Hello, xin chào cả nhà. Xin chào các chị. Cả nhà ơi. Em Hiền sẽ lên khoảng 30 phút. Các chị tranh thủ vào xem live của em Hiền nhá. Bác nào đang muốn săn áo lót giá siêu tốt thì mình tranh thủ vào xem live của em Hiền ạ. Em Hiền xin chào cả nhà, xin chào các chị. Hôm nay em Hiền sẽ lên, các chị cố gắng lên thật là nhiều mã. Hoặc là hôm nay mình chỉ có dơ thôi, mình không có mặc có được không ạ? Thì em sẽ lên thật là nhanh, bởi vì live ngày hôm nay cũng chỉ có 30 phút thôi các chị ơi. Em Hiền xin chào các chị. Em Hiền chỉ live khoảng 30 phút thôi. Mình sẽ dơ mã thật là nhanh được không các bác ơi? Tại vì đợt này là livestream là lên được ít mẫu quá. Các chị phản ánh là ôi đợt này Hiền chẳng chịu khó livestream. Với cả các bác inbox các bác cứ kêu là chị muốn xem live để chị dồn đơn thêm. Nhưng mà vì là đợt này em Hiền cũng bị bận đó cả nhà. Cũng chưa có đợt này cũng hơi bị mất tập trung vào công việc bán hàng online. V11 chưa có về hàng. Bây giờ nó chỉ còn mấy bộ màu ghi 34, mấy bộ màu đen 34 với cả có một bộ màu hồng 36. Mấy lần rất là N lần em định lên, nhưng xong cuối cùng là nó bị hết size. Thì em lại sợ là lên thì không đủ hàng để khách chốt, thế em mình không lên. Hay là bây giờ em thì sẽ dơ mã cho các chị, hôm nay không mặc nữa được không ạ? Em thì dơ mã tại vì hầu như các cái mẫu thì các chị cũng đã quen, các chị cũng đã biết ý. Cho em thì xin một nút thả tim được không ạ? Dạo này Facebook của em thì không like thường xuyên, thế nên là cũng bị bóp tương tác rất là nhiều. Thì hy vọng là mọi người cho em xin một nút thả tim để gọi là kéo lại. Sao này Facebook chán quá. Hơi buồn nha. Ok, em Hiền sẽ hôm nay thì sẽ dơ mã nhá. Các chị muốn em Hiền lên quần hay là muốn lên áo, các chị có thể comment vào đây ạ. Và đợt này thì cũng bị rất là nhiều chị đang không có xem được, là gọi là các chị không có inbox được cho shop ấy. Thì trên cái ảnh bìa nhà em Hiền có cái để link fanpage mới. Các chị vào fanpage mới để nhân viên nhà em các bạn ý tư vấn cho mình nhá. Để các bạn ý mình sẽ chốt đơn ở trong tin nhắn nếu như mà mình các bác nào mà không xem được like của em Hiền. Ok, sản phẩm đầu tiên trên buổi live ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ dơ mẫu nha các bác nha. Các bác muốn lên áo đệm dày hay lên áo đệm mỏng, các chị có thể comment để em Hiền lên này. Cái mẫu V11 chị nào vừa mới hỏi đấy. Cái con này thì tình hình là cái con này nó bị hết size. Nó còn có mấy bộ thôi. Thế là em Hiền dơ nhá. Đâu xem nào. Chả biết nó ở đâu rồi. Bây giờ mọi người muốn lên áo đệm dày hay lên áo đệm mỏng, các chị có thể comment để em Hiền lên ạ. Tóc lại muốn bới lên rồi. Các bác muốn lên áo đệm dày hay lên áo đệm mỏng ạ? C21 em Hiền còn nhá. Bác comment đi ạ. C21 phải lại số điện thoại cho em. Em sẽ lên mẫu đầu tiên này. Dạ đây cái giỏ rồi. Giỏ này đầu tiên. Em sẽ lên các bác là những con áo đệm dày trước nhá. Mình lên áo đệm dày trước này. Mẫu đầu tiên trên buổi live ngày hôm nay là con V8 ạ. V8 và để lại số điện thoại. Chị nào yêu cầu em Hiền mặc mẫu gì thì comment thì để em Hiền quay lại em Hiền mặc, còn không thì em sẽ dơ. Em dơ lên cho lên được nhiều mẫu. Ngày hôm nay mình sẽ quyết tâm trong vòng 30 phút mình sẽ lên hết tất cả áo lót của nhà em Hiền đang có. Comment thì em Hiền là V8 và để lại số điện thoại cho em Hiền ạ. Đây là một em áo dáng mút đệm hơi và dáng mút quả xoài. Ưu điểm của cái dáng mút quả xoài này thì nó sẽ đẩy ngực từ hai bên này và nâng đẩy áo này, nó rất là nâng đẩy luôn. Vậy đây là con áo này sẽ phù hợp với những chị nào ngực bé ngực nhỏ thì lấy hộ em Hiền mẫu này. Mẫu này comment thì em Hiền là V8 không gọng, mút đệm hơi và nó có lỗ thoáng khí các chị ạ. Con này nó rất là nhiều màu xinh. Em có cả quần và cả áo. Comment thì em Hiền là V8. Con này là một trong những mẫu mà em Hiền bán khá là lâu rồi. Có nghĩa là bán hoài mà không biết chán hết cả nhà. Bình thường như quần áo hay là về dòng thời trang á, về hàng 1-2 đợt, bán 1-2 tháng là hết. Nghĩa là mình sẽ phải bán mẫu khác, mình sang mẫu khác. Nhưng mà riêng áo lót các chị, những con áo này bán năm này qua năm khác rất là hot. Hầu như bác nào mua áo này xong nhận hàng về mặc đẹp xong quay lại mua thêm, hoặc là kiểu mình mặc hết kiểu như là học mặc hỏng rồi, hoặc là nó bị bay bị rão rồi là cần đến lúc hay áo lót là mọi người cũng muốn quay lại mua thêm áo này. Comment thì em Hiền là V8 này, màu kem là 1 nhá, màu đen là 2 giúp em Hiền này, màu cam là 3 này, màu tím là 4, màu xanh là 5 và màu nâu là 6. Áo này hiện tại em Hiền đang có 6 màu. Chị nào ngực bé thì mình trải nghiệm sang áo này cho em Hiền nhẹ, siêu tạo khe và nâng đẩy nhiều. 175.000 nó sẽ là bao gồm là một quần và một áo giúp em. Đây quần nó đây, em lấy một con quần cho các chị xem nhá. Mã là V8 và để lại số điện thoại 175k. Một mẫu thì mình sẽ cố gắng lên khoảng tầm 1 phút, nó giới thiệu không đến 1 phút là mình sẽ qua mã.
V8 và để lại số điện thoại ạ. Áo màu gì đi, quần màu đỏ cho em Hiền có 175k thôi ạ. Cái hàng đệm giày nhà em Hiền bán siêu rẻ luôn các chị. Áo này em đảm bảo luôn là rất rất là nâng ngực luôn. Rất rất nâng ngực luôn các bác nha. V8 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu đầu tiên ạ. Mẫu thứ hai em sẽ giới thiệu các chị là một em con này hình như là con S25 thì phải, đợi em xem mã này. Con này em cứ bị quên mã. Con này đẹp lắm nhưng mà em toàn bị quên thôi. Em cứ bị nhầm cái mã này sang mã kia. Có hai con xanh xanh nó giống như này, em toàn bị nhầm mã thôi. Như con này nó là mã S37. Em này comment thì em nhìn là S37 và để lại số điện thoại cho em. Em này là dành cho những bác nào ngực to, ngực chảy xệ, làm ngực. Mặc được của em Hiền mút mỏng thôi ạ. Con này mút nó rơi vào khoảng 1 phân nhá. Và nó có gọng dáng nửa quả. Cái dáng nửa quả này mình mặc ôm ngực và nâng đẩy. Màu của nó đẹp lắm cả nhà. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã S37. Và để lại số điện thoại cho em Hiền. 290.000. 290.000. Mã là S37 giúp em. S37 và để lại số điện thoại 290k thôi. Em có màu xanh, màu trắng và màu đen. Ok, giới thiệu như này có mọi người xem nó có đủ không ạ? Hay là có cần phải mặc không ạ? Bác nào mà muốn là muốn nhìn dáng kỹ hơn thì các bác có thể là comment mã nhá. Và là mặc mẫu này, mặc mẫu kia đi thì em thì sẽ mặc nhá. Còn nếu không em thì sẽ dơ ạ. Mã này là S37 290.000. Dành cho những chị nào mà ngực to. Ngực to thì mặc của em Hiền mã này. Áo của em Hiền đang mặc, comment của em Hiền là S8 và để lại số điện thoại cho em. Hàng có gọng và không mút các bác nha. 280.000. Có gọng và không mút, con này rất là sexy luôn. Có mút không chị? Cái con S37 kia thì là có mút, còn con này của em thì là không mút. Đây các chị có thể ngắm xem của em cái form này nhá. Cái này nó là hàng không mút ạ. S8 và để lại số này, em thì rơi bảng màu này. Có 4 màu nha, em thì đang mặc ở đây. Màu đen là 1, màu trắng là 2, màu da là 3 và màu đỏ là 4 ạ. Mã này comment thì em thì là S8 và để lại số điện thoại cho em. Con này nó không còn nâng đẩy, nó chỉ có sexy thôi nhá cả nhà nhá. S8 ạ. 280.000. 280.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. Xin lỗi các chị là em thì đang lại ở kho, thế nên là hàng em cứ cho trong túi ấy. Nên là nhìn nó hơi nhăn một tí xíu. S8 và để lại số điện thoại cho em thì là ok chứ ạ. Rồi dành cho các nào ngực to này, cái mẫu này mặc lên form đẹp vô cùng luôn. S16 và để lại số điện thoại giúp em. Có gọng và không có mút. Mút nó kiểu dạng này thôi, che đầu ngực thôi, che đầu ti thôi ạ. Cũng 280.000 dành cho những chị nào mà ngực to, có ngực, ngực to mặc hộ em Hiền. Đó, những cái dòng này là dòng không nâng đẩy nhá. Màu da là 1, màu đen là 2 và màu trắng là 3, cũng có 3 màu. 280.000. Cái mẫu này là 280.000. Comment thì em mình là S16 và để lại số điện thoại cho em. 280k cho một set ạ. Con S37 có cái nào mút dày hơn? Con C21 mút sẽ dày hơn nhá. C21 chắc chắn là mút sẽ dày hơn rồi. Cái này comment thì em nhìn là S21 và để lại số điện à. Cái gì nhỉ? S16 và để lại số điện thoại cho em. Ok ạ, rồi em nhìn qua mẫu khác này. Em hiện đang có một con áo, cái này nó gọi là nó luôn luôn đứng ở vị trí top hoa hậu. Nó là một em áo hoa hậu của nhà em. Comment thì em nhìn nó là mã C1. Con áo này thì ngày hôm qua em nhìn cũng có like, cũng có mặc rồi, nhưng hôm nay vẫn giới thiệu các chị. Áo này em nhìn đang về đợt này là đợt cuối cùng rồi và không về hàng nữa. Con này là đệm giày 3 phân thuộc dòng là không mỏng và cũng không dày. Nhưng nó là một trong những cái sản phẩm gọi là rất là nâng ngực luôn. Mặc mềm, ren ấy, nhưng mà cái loại này rất là mềm và nó bền đấy cả nhà. Mặc con áo này cực kỳ bền luôn. Ngực bé mặc cho em rất là ôm ngực. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C1 và để lại số điện thoại. Em thì đang có những cái màu như này. Dạ vâng, ok chị Hải Vân ạ, em thấy các đơn của các bác rồi. Mọi người ơi, chỉ cần comment mã đơn hàng để lại số điện thoại nhé. Em thì không có đọc tên chốt đơn nhưng mình auto có đơn hàng nhá. Em có màu kem là 1 này, màu rêu là 2 này, màu đen là 3 này, màu cam là 4 này và màu nâu ghi là 5 này. Đối cái dòng áo này thì em hiện đang bán tương tác ở nhà, người ta đang bán là 280.000. 280.000 là bao gồm cả quần. Đợt này em nhìn hết quần rồi, em chỉ còn lẻ áo thôi. Và em hiện đang sale, em hiện đang gọi là bán tương tác không còn lợi nhuận. Em xả các chị là 140k cho một áo. Chơi áo nào đệm giày nhiều nhưng phải ôm quả không bị quả, đợi em một tí xíu nhá. Comment thì em nhìn là mã C1. Con áo này đệm nó không có giày nhưng mặc lên nó rất là ôm và nó vẫn nâng. Còn mình muốn mà đệm giày hơn thì đợi em xíu, em thì lên con chị con C11. Chắc chắn 100% không bao giờ bị hở quả luôn. Mã này comment thì em thì nó sẽ là mã C1 và để lại số điện thoại có 140k cho một em áo thôi. Hàng này đẹp lắm các chị ạ. Áo này các chị mặc nó rất là bền, mặc dù ren nha, mặc bền lắm. Bạn em là toàn mua con áo này thôi. Nghĩa là bán cho bạn là các bác biết như thế nào. Nó rất là dễ mặc.
mà nâng đẩy nó không bị dày ấy cả nhà, nó không hề dày một tí xíu nào. Mã này comment hệ em nhìn nó sẽ là mã C1 và để lại số điện thoại 140k. Nào lên thì con áo nào mà mặc không hề sợ bừa quả đúng không? Có con C11, C11 mặc không hề bừa quả một tí nào luôn đây. Con C11 của em là đệm dày những 5 phân mà mặc không hề bừa quả, khẳng định 100% luôn. Tại vì ấy, cái con áo này này nó sẽ có một cái lớp, và các chị nhìn nó em hiền nhá, có một cái lớp mút như thế này. Áo này có một cái lớp mút này, và nó sẽ có một cái lớp vải. Cái lớp vải này sẽ che đi được cái đường viền áo. Vậy là bình thường các chị mặc đúng không, dày quá thì nó sẽ kiểu bị hở quả ấy, đúng không ạ? Tình trạng là hở quả đúng không ạ? Thì con áo này có một cái lớp vải, vải ôm như thế này. Nên là mặc con áo này auto ôm ngực và không sợ bị bừa quả, khẳng định 100% luôn. Và chất liệu vải trơn ý, cái này comment cái vải nó là vải chun chéo nhá. Vải này mặc mát, đệm con này là đệm dày 5 phân. Và gọng của nó là gọng dẻo, và các chị để ý cho em mình cái lớp lót cốt tông bên trong. Áo lót này, những lớp lót như này các chị ra mồ hôi nó sẽ không bị bí, không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C11, đang sale còn có 155.000 thôi. Màu này là màu ghi, màu kem, màu xanh và màu đen. Mã của nó là C11. Có 155.000 một áo thôi các chị. 155.000 quá là rẻ luôn. À, chị mua hai áo bên em rồi, muốn mua tìm kiểu khác à? V6, mặc V6 cho em. Chị mua V6 chưa ạ? Comment thì em nhìn là mã C11 và lại số điện thoại, xanh là 1, đen là 2, kem là 3 và nâu ghi là 4 nhé cả nhà nhá. 155.000 một áo. C11 mua rồi thì mua V6, chị mua V6 chưa? Áo em thì đang mặc là không có mút chị đẹp ạ, không có tí mút nào cả. C11 là một em áo đệm nó rất là dày nhá, lên áo thì cho ngực nhỏ có C11 đây. Em vừa mới lên con C11, ngực bé mặc lên rất là đẹp. Đây, hoặc là mình lấy sang con này cho em. Lấy sang V6 cho em đảm bảo với chị 100% là không bao giờ bị hở quả. Hoặc là lấy con C2 thì em quá nhiều áo đệm dày mà mặc lên nó ôm. Đấy, cái này comment của em nhìn nó sẽ là mã V6. Trời ơi chị ơi, con V6 này mặc không hề bùa nha. Lên bra đệm 2 phân đi đợi em xíu ạ. Cái này em cảm ơn chị Hải Yến rất là nhiều nhá. Cái này comment hệ em thì là V6 và để lại số điện thoại cho em. Nhìn áo em thì đang mặc là S8 có gọng và không mút, 280.000. Cái này comment hệ em thì là V6 và để lại số điện thoại cho em. Gọng dẻo và lớp lót này. Em thì rất là để ý, ví dụ như cái áo lót mà đệm giấy cả nhà, em thì hay rất là hay soi. Cái điều đầu tiên là soi cái mút của nó phải thật là mềm. Cái thứ hai em thì soi là cái lớp lót cốt tông này này, nó có phải thật sự là nó thấm mút mồ hôi hay không, và mặc nó có bị ngứa hay không. Đó, nên em thì hay rất là để ý cái lớp lót như thế này. Và sau đó là đến cái quai áo, thì cái quai áo này của em nó là bằng vải chun chéo. Cái vải này mặc lên nó mát, và con này em đảm bảo 100% luôn là chị nào ngực bé cỡ nào chăng nữa thì mặc lên nó sẽ có khe ngực nhá. Ngực nhỏ cỡ nào thì cũng sẽ có khe ngực. Cái này comment hệ em mình là mã V6 và để lại số điện thoại 185.000, bao gồm là một quần và một áo giúp em. Màu xanh là 1, màu hồng là 2, màu cam là 3 và màu đen là 4. Các chị ơi, hôm nay là em nhìn có 30 phút để em nhìn live stream, thế nên là em hiền chỉ dơ lên thôi. Chị nào yêu cầu em mặc cái gì thì em sẽ mặc cho các chị, còn không em hiền qua mẫu khác nhá. Lên màu đi để em chốt. Ok, để em xíu nhá. Cái này comment thì em hiền nó sẽ làm em lên mã mà có 2 dây đan ở trước cực. À ok, em cũng đang định lên con đấy, chính là con C2. Em đang định lên đi ạ. Cái này comment thì em hiền là mã V6 ạ, 185.000, bao gồm là một quần và một áo, cho các chị xem một quần. Ok chưa? Đây cả nhà nhá, 185.000 đệm dày đấy ạ. Và con này là gọng dẻo, hầu như những cái áo mà đệm dày á là mọi người nên chọn cho em là gọng dẻo hay là mặc cái hàng không gọng á thì nó sẽ thoải mái hơn, mặc nó không bị đau. Bây giờ mùa hè nó đang rất là nóng ấy cả nhà. Bản thân em thì bản thân em thì em sẽ tôn thờ những cái hàng mà gọng dẻo hay là không gọng hơn nhá. Vì em cảm thấy mặc lên nó thoải mái vô cùng luôn. Cái mẫu của em thì đang mặc ở đây ấy, em hiện có màu đỏ là 1 nhá, màu da là 2, màu đen là 3 và màu trắng là 4. Đây là màu da đấy, màu trắng màu đen chắc chẳng cần phải xem đâu chị nhỉ. Màu đen thì đen đen trơn và trắng tinh. Mình comment mã đơn hàng thì lại số điện thoại là auto chốt đơn nha. Đây ạ, quần của con S8 đây ạ, 280.000, có gọng và không có mút, nó sẽ dạng như thế này nhá, người đẹp nhá, 280.000. Cho mình xem mã trơn mà dành cho người có ngực đi. Ok, chị đợi em một tí xíu nhá. Cái này là S8 ạ. Để em mặc nốt, để em dơn lên nốt cái con đệm dày mà mặc rất là ôm ngực cho các chị xem này. Chính là cái em C2 này. Trời ơi, con này nó nâng vô cùng, nâng luôn, đẹp lắm luôn ấy. Mặc lên rất rất là nâng ngực. Chính là con này đúng không? Con này chắc là phải mặc rồi. Con này phải mặc, mọi người nhìn dáng cho nó dễ nhá cả nhà nhá. Đây, con này là nâng, và đây là một trong những mẫu áo mà đệm dày
xịn sang, xịn mịn và giá rẻ của nhà em. Giá rất là rẻ luôn đó cả nhà. Hàng xịn luôn ấy, hàng này rất là xịn nhá. Cái đệm nó dày 5 phân mà nó không có gọng. Cái ren của nó cũng là ren cao cấp này. Em ơi, em có quần độn hông và mông không để mặc váy body? À, em chỉ có độn mông thôi chứ độn hông thì em đang hết hàng rồi. Độn hông thì em đang hết hàng rồi. Đợt này mùa hè này em cũng không về, em không về hàng độn mông, độn hông nhiều ấy bác. Em chỉ có một loại, nhưng mà một loại này cũng sắp hết rồi các bác ạ. Hiện tại là cái size M nó sắp hết hàng rồi, nó còn có mấy cái thôi. Ok, cái này comment thì em là C2. Chị nào mà ngực bé ơi là bé này muốn mặc ren cho nó sexy, tại vì tất nhiên ren là phải sexy hơn hàng trơn rồi, nhưng mà phải là mát, phải là nâng đẩy nhiều, thì em đảm bảo đây là sự lựa chọn số 1 luôn. Các chị, bác nào chưa mua hàng nhà em mà ngực bé thử trải nghiệm cho em loại này đi, hoặc bác nào chưa mua nên mua cho em loại này. Cái này nó là mẫu mới của năm nay. Áo này nâng đẩy vô cùng nâng luôn, và cái mút nó siêu mềm nha. Con này các chị nhận hàng mà kêu nóng này, mặc không ôm cho trả lại hàng luôn. Em đảm bảo 100%. C2 ngực bự không mặc được, con này là đệm nó dày lắm, dành cho các bác ngực bé thì ngực bự mặc thì nó nâng nhiều lắm. Đây này, như em này, em cảm giác con này em mặc thành quái vật ba đầu. Nó nâng quá. Còn mặc váy thì có để em xíu nhá. Comment thì em hiện nó sẽ là mã C2. 199k một áo, ren mềm, ren co giãn, đệm hơi, đệm mềm, không gọng và rất là nâng. Mặc lên tròn ngực ơi là tròn luôn. Màu ghi là 1, kem là 2, đen là 3 và nâu là 4. Mã của nó là C2 và để lại số điện thoại giúp em. 199k một áo, size 34, 36 và 38. Áo này nâng lắm mấy cả nhà, các chị nghe em lấy con này đi. Lên mẫu dành cho ngực bự đi. Ok, để em xíu này, lên mấy mẫu áo mút mềm mềm. Con này mút siêu mềm chị. Nếu như mà chị thuộc dạng là ngực bé thì chị lấy cho em mút này. Con này mà không mềm, nhận hàng mà chê con này mút nhà em mà không mềm thì nhà em không có con nào mềm hơn. Con này là mềm lắm luôn đó chị, có 199k một áo thôi, quá là rẻ luôn. 199k, mã là C2 và để lại số điện thoại cho em. Nào bây giờ lên áo dành cho các bác mà ngực to đúng không? Ngực to mà trơn trơn đúng không ạ? À đây, trước khi lên con áo dành cho ngực to trơn trơn thì cho em lên lốt cái con này. Có chị hỏi là đây, ngực to trơn trơn đây. Các chị ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy, các chị hay hỏi em là V11 đã về hàng chưa. Bình thường ấy cả nhà, bình thường thì hàng mà nó hết cái là khoảng 3-4 ngày về được hàng. Nhưng mà cái vì là cái mẫu này nó là mẫu mới, chết rồi, hình như em còn mấy bộ màu ghi size 34 đấy, không có màu ghi rồi. Các chị nếu mà bác nào mà nhớ con V11 á thì chắc là các chị biết màu ghi. Ở đây em còn bộ màu hồng size 36 đấy, bộ hồng này không mặc được. Áo này là đệm dày 3 phân này, không gọng này, không đường may này, dáng nửa quả này, nâng đẩy. Và con áo này các chị mặc quay thì tuyệt vời lắm. Còn màu hồng size 36 thôi. Với cả 2-3 bộ màu ghi size 34. Cái này thì 260.000 trong một set. Cái này comment này em nhìn là V11 nhá. Chất đẹp lắm. Cái bộ này thì bác nào, cái này em sẽ không giới thiệu nữa bởi vì là con này đang hết hàng. Còn 2-3 bộ màu ghi size 34 và một bộ màu hồng size 36 thôi. Chị nào biết thì chốt đi ạ. Quần nó là quần kháng khuẩn 260k, màu ghi size 34 và hồng size 36. Các cái size khác, các cái màu khác ở đâu đó chắc khoảng chục ngày nữa. Nhưng mà em hứa hẹn với các chị là chục ngày, nhưng mà chục ngày thì không biết chục ngày nào với chị. Nên là chị nào mà cứ chờ đợi con V11 thì mình chốt tạm em. Nếu mà đúng cái size của mình chốt tạm đi. Đợi con này lâu lắm luôn đó cả nhà. Cái này mình sẽ tính sau nhé, mình sẽ lên sau nhé. Bây giờ thì đang hết. Ủa còn con sale sao không gửi em? Chị Ngọc Hảo ơi, em còn một bộ màu hồng size 36 và một bộ màu ghi size 34 thì không biết là chị chốt màu gì. Nếu mà chị chốt cái, chị chốt lại đi, chị comment lại mã giúp em đi. Chị comment lại mã giúp em để nếu mà chị chốt đúng màu hồng size 6 đi. Cái màu hồng 36 còn duy nhất một bộ này. Cái bộ này nó là 36 nên là không phải hàng mẫu của em mặc nhá, nên là mình không lo là hàng, không phải là hàng em vừa bóc nguyên ra đấy, chắc là bị sót một bộ thôi đấy. V11 cho em thì nhá. Comment đi ạ, 260.000. Chắc là hay là bị sót đi đâu đó, hay là bị khách nào hoàn về thôi. Nhưng mà hoàn về cũng mà bán gần 1.000 bộ mà hoàn về có một bộ, mà khách đang hỏi ngày nào, khách hỏi rất là nhiều cái bộ này luôn. Ngày nào lên live cũng có khách hỏi luôn á. Để hôm nào về các chị chốt sau nhá, giờ đang hết hàng. Áo trơn dành cho những chị nào ngực to. Em Hiền có áo này là mã C3. Chị inbox cho em với chị Ngọc Hảo ấy, tại vì cái màu ghi ở đây là em lại không để đây rồi. Em không biết là các bạn ấy để đâu nữa. Tại vì là con đấy là hôm nay không có định like đâu. Các chị hỏi nhiều quá, inbox em gửi ảnh cho chị xem. Bác inbox đi, em gửi ảnh cho bác xem nhé. C3 và để lại số điện thoại cho em. Mút mỏng có gọng. Áo hàng này của em thì nó hàng su.
Hết rồi Thùy Châu ơi, làm gì còn đâu. Đã bảo là chỉ bán một lần duy nhất rồi, không có bán lần thứ hai mà lại còn. Comment của em hiện là C3 và để lại số điện thoại giúp em. Mút mỏng, có gọng, nhưng mà cái gọng này mặc lên nhẹ lắm cả nhà nhá. Gọng này mặc các chị mặc nó không bị đau, không bị khó chịu đâu ạ. Và con này nó chỉ dành cho những chị nào ngực to thôi. Hàng su cao cấp, su xịn hàng cao cấp ạ, 255.000. Em hiện có hai màu, màu nâu và màu hồng da như thế này. C3 có hai màu này thôi chị đẹp ơi. 255.000 một áo ngực to. Mình mặc của em hiện áo này mặc lên nhẹ, vô cùng nhẹ luôn. Em cũng đang mặc, mặc dù là em là cái người gọi là chị đã mê mặc những cái hàng mà mỏng mỏng, mềm mềm, mát mát, không gọng như con này. Chấp nhận con này và cái con C51 chấp nhận được. Đúng rồi, C51 không ta? C51 chấp nhận được là mặc không gọng nó cũng rất là thoải mái. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã C3 và để lại số điện thoại cho em. Dạ vâng ạ, em có một có màu hồng da và có màu nâu ghi ạ. Comment của em thì là C3 và để lại số điện thoại cho em. 255.000 một áo, 255.000, size 34, 36 và 38 cho em. C3 và để lại số điện thoại nhé, dành cho những chị nào mà có hai màu. Đúng rồi, C3 mặc cực thích luôn ấy. Chị có mua hai màu rồi hoặc là đúng rồi, C3 mặc thích, đúng rồi ạ. Bác nào mua rồi biết con này mặc lên rất là thích, hoặc là các chị có thể mua thêm cái con C51 này này. Các bác có thể lấy sang con C51 này này. Hàng đẹp mà bán ít quá, về thêm đi chị ơi. Đâu, em nhiều mẫu mà. Em về quá trời hàng luôn á. C3 có nâng ngực không? C3 không có nâng ngực, nó chỉ ôm ngực. Nó nâng dành cho bác nào ngực to, cho ngực bé thì nó không có nâng. Chị ơi, đợt này hàng em nhiều mà có hết hàng đâu. Đây, hoặc là bác nào mà ngực to, thích con C3 rồi có thể lấy sang con C51 này. Con này là hàng của Vic, hàng xịn vô cùng luôn. Y như con C3 vậy, cũng 255.000. Em đảm bảo luôn, mua con C3 mà ưng thì mua con này sẽ ưng. Em thực ra là con này nó có 7-8 màu, nhưng em hiền săn hoài không được. Em săn được mỗi màu hồng với màu da, các chị săn được đúng hai màu thôi. Comment của em thì nó sẽ là à, về thêm bộ đùi à. Chị ơi, cái bộ đùi đấy, những cái hàng set bộ đấy là em hiền phải ôm được hàng thanh lý, ôm được hàng săn sale. Chứ mà những cái bộ đấy giá ở ngoài người ta đang bán xỉ là 300 mấy nghìn, hơn 300.000 một bộ rồi. Các bác ạ, những cái hàng bộ xỉ đấy là một năm em chỉ có ôm được 1-2 lần thôi. Cái hàng đấy là em hiền ôm được hàng thanh lý, giống như kiểu là người ta nhập nhiều quá, người ta bị ế, hay là người ta bị vía, hay là một cái lô hàng đấy người ta bị chết, thì em hiền ôm được cái giá nó rất là rẻ để em phục vụ các bác thôi. Các bác biết là cái bộ đẹp như thế làm gì có giá hơn 100.000, 100.000, 105.000 hay 109.000 một bộ đúng không? Nó rất là rẻ đúng không chị ạ? Đấy là đợi nhá. À, hoặc là mùa đông nó sẽ có một lần, mùa đông sẽ có một lần là em hiền ôm được những cái set, set bộ như vậy. Nhưng mà hàng mùa đông nó đợi giấy giấy, mùa hè sẽ ôm một lần thôi. Không có nhiều các chị ơi. Tiếp theo comment của em hiền nó sẽ là mã C51, có màu hồng và có màu da, cũng 255.000 một áo nhá. Con này là dành cho những chị nào ngực to. Chứ bản thân em cũng muốn bán lắm, tại vì hơn 1.000 bộ bán trong đúng 30 phút là hết hàng luôn. Ngày hôm sau gọi là bao nhiêu chị muốn chốt đơn mà nó cũng không có hàng. Tiếp theo là lên áo có mút vừa vừa mà nâng ngực á chị. Áo mút vừa vừa mà có nâng ngực, khi nãy có bác nào hỏi là lên C4 đi. Đúng rồi, con C4 là mút vừa vừa nhưng mà nâng ngực đấy. Lên áo không dây mà có màu đỏ. Ok chị, đợi em xíu nhá. Em này comment hẹn em là C4 và lại số điện thoại cho em. Mã là C4 nhá, mút vừa vừa nhưng mà nâng ngực và nó cũng không có gọng. Cái áo này em hiền đánh giá rất là cao, thứ nhất là cái màu và cái ren nó là ren đẹp. Màu phối màu cũng rất là đẹp và cái quả áo, cái form quả lên ôm lắm cả nhà. Thuộc dòng mỏng nhưng mặc rất là ôm luôn. 169k màu đen là được một này, đen pha nâu này, cái màu đẹp quá trời luôn. Đỏ, đỏ, đỏ cam này. Đó, cái đỏ này nó pha với kiểu màu cam cam ấy cả nhà. Màu này là màu xanh này, xanh pha kem này. Màu này là xanh trắng này, cái này sẽ gọi là trắng nhá. Màu xanh này, cam này, đỏ cam này và màu đen này. Con này là mút chỉ hơn 1 phân, gần 2 phân thôi. Ngực bé các chị hoàn toàn mặc được. Nó vẫn có độ ôm và vẫn có độ nâng và nó không có gọng, nên là mặc cái dáng này lên nhẹ vô cùng luôn á. Comment thì em nhìn nó sẽ là mã C4 ạ. 169k một áo nhá. C4 và để lại số điện thoại giúp em. 169.000, tất cả sản phẩm nhà em hiền thì đều có đủ size hết là 34, 36, 38 và các chị không lo nhá. Mình cứ comment mã đơn hàng để lại số điện thoại là em hiền lên đơn này. Lên quần 48 cân, đợi em mấy giây em hiền lên nốt vài con áo nữa, sau em hiền lên quần nhá. Áo cài trước, em hiền lên các chị một con áo cài trước nâng đẩy. C4 mặc đẹp đúng rồi. Lên các chị một con áo cài trước nâng đẩy này.
169, bốt của người ta mất 9.000. Mặc thử mẫu đó, mặc thử con C4 đúng không? Ok, để chị em mình mặc C4 nhá. Đấy, các chị yêu cầu em mặc cái gì em sẽ mặc cho các chị nhá. Rồi, cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C50 này. Dòng này là dòng cài trước nâng đẩy, con này là dáng mút kép các chị ạ. Mút kép là mút đẩy hai bên và đẩy từ dưới. Con này cũng rất là nâng luôn. Dây áo thì nhỏ và gọn, và con này là cài trước và dòng trơn như thế này là phù hợp với các chị nào ngực bé. Mình mặc áo dài, mặc áo sơ mi, mặc áo trơn trơn cho em thì mặc con này sẽ rất là xinh này. Em còn màu nâu là một màu nâu hôm nay không để đây rồi. Màu đỏ là 2, màu kem là 3 và màu đen là 4. Mã này comment thì em mình là C50 và lại số điện thoại đang sale còn 145.000 thôi. Chị nào mà thích mút kép nhé, dáng trơn này, nâng đẩy này, muốn ôm ngực lên cả dáng ngực nó tròn được thì các chị lấy của em nhìn áo này 145.000. Dòng cái trước, hiện tại dòng cái trước em chỉ có duy nhất một mã này thôi ạ. Nhịp bụng em nhìn có nhá. Đây rồi, em thì lên với con năm. Để em mặc con C4 cho các chị xem nhá. Các chị yêu cầu em nhìn mặc cái mẫu nào thì em nhìn mặc, còn không em sẽ lên cho nó nhanh, lên cho nó nhanh. Lần này em chỉ có, lần này lại ít có nên là C50 ạ. Con đấy là C50, nó là màu kem đấy. Người đẹp ơi, nó không có màu trắng đâu ạ. Đây, cái này là mã C4 cho em Hiền nhá. Mặc C21 đi, đợi em xíu em thì mặc C21. Đợi xíu em đi tìm C21 để mặc cho chị xem. Comment của em Hiền nó sẽ là mã C4 cho em Hiền ạ. Đây này, em bảo rồi, con này nó không nâng quá nhiều nhưng nó rất là ôm, nâng theo kiểu vừa phải thôi. Đó, và ren nó đẹp lắm các chị ơi. Đợi xíu em thì mặc C21 nha. Cái này comment của em Hiền nó sẽ là mã C4 ạ. 169.000 một áo, form đẹp lắm các chị ạ. 169.000 này em dơ lại bảng màu một lần nữa nha các bác nha. Màu xanh là 1, đỏ cam là 2, đen là 3 và màu này của em thì nó sẽ gọi là màu xanh nhá, màu trắng nhá các bác nhá. 169k. C4 và để lại số điện thoại cho em, 169.000. Ok, em đi tìm con C21 nào. Em tìm con C21 để phục vụ các chị nào. Đây C21 của em đây rồi. C21 của em đây, muốn em mặc C21 luôn đúng không ạ? Đây là thuộc dòng là một em áo gọi là nửa quả, đệm dày và tạo khe, mặc quây mặc hai dây không lo tụt luôn. Nâng đẩy dành cho những chị nào ngực bé ạ. Nếu như mà các chị mà ngực bé nhá, muốn tìm áo quây áo hai dây là chỉ có mặc con C21, em cảm thấy là con C21 và con V11 là hai con xuất sắc nhất. Thì con V11 em bị cháy hàng, hết hàng rất là lâu rồi, một tháng nay rồi. Từ đầu tháng 6 đến bây giờ, hôm nay là 20 mấy rồi. Nó về cuối tháng 5, em nhớ là 20 mấy tháng 5 á, bây giờ là sắp hết tháng 6 đến nơi rồi. Hôm nay là 22, 23 gì rồi, có đúng không các bác? Mà nó vẫn chưa về được hàng. Comment thế nên là các chị lấy tạm của em thì con C21 đi. Con này em bán số lượng rất rất nhiều rồi các chị. Chưa có bác nào nhận hàng con này mà chê đâu các chị. Chỉ nhận hàng kêu là, nhận hàng kêu là nó bị chật hay bị rộng thì đổ sai thôi, chứ không ai chê về cái form này hết. Con này nó nâng đẩy tạo khe dành cho những chị nào ngực bé giúp em. Mặc quây mặc hai dây là chỉ mặc con này là xuất sắc thôi. C21 về lại số điện thoại 199k một áo. Em có màu trắng là 1, màu da là 2 và màu đen là 3. C21 nha. Dáng mút ốp lòng bàn tay này này, nâng đẩy vô cùng nâng đẩy luôn. 199k. C21 cho em nhìn ạ. Màu đen là 1, màu da là 2 và màu trắng là 3. 199.000. Chỉ dành cho những chị nào ngực bé thôi, như là bác nào ngực bé mình chốt cho em hiền con này nhá. C21 phải lại số điện thoại giúp em. Lên quần đúng không ạ? Đây, lên quần, quần mặc váy. Nếu mà quần mặc váy thì em hiền có quần, có quần nâng bông, quần đúc nâng bông như thế này. Nó là dạng quần đùi, quần nâng bông. Thì các bác chốt cho em hiền loại này. Đây ạ, quần đúc nâng bông các chị lại nha. Quần bận váy cho nhỏ bụng đi thì mặc quần ghen nhá. Quần nâng bông. Bra dạng crop top dành cho ngực bé. Bra dạng crop top cho ngực bé à. Đa số bra nhà em thì đều mút mỏng nhiều, ngực bé lại phải mua thêm miếng mút nhét vào thôi chị ạ. Comment thì em thì là Q43 và lại số thôi. Em đang cầm ở đây là màu đen, nó có cả màu kem nữa. Màu kem màu rất là đẹp luôn. Con quần này này các chị nhìn thấy không? Nó có những cái đường gân ở hai, nó sẽ làm đường gân xung quanh mông này này, nó sẽ làm cho cái mông của mình nó sẽ tròn hơn và mông của mình sẽ được đẩy cao hơn. Đây là con quần là nâng mông và đẩy mông, không phải là độn mông nhá. Độn mông thì nó sẽ làm mông mình to, và con này nó là nâng mông đẩy mông, nó thuộc dạng là quần đùi ấy cả nhà.
quần váy chất liệu đúc co giãn, và con quần này em nhìn có size là nó sẽ có size MLXL, mã là Q43 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em thì đang sale chỉ còn có giá là 69.000 một quần thôi. 69.000, mã là Q43 và để lại số điện thoại cho em. 69.000 một áo, quần nâng mông đẩy mông nhé. Nếu mặc quần váy các chị lấy loại này xem. Còn các bác mà muốn vẫn là mặc quần váy nhưng mà phải là nó sẽ phải là ghen bụng hơn một tí xíu thì lấy sang cái loại quần này cho em hiện này. Các chị có nhìn được không ạ? Em thì cũng có màu kem và có màu đen. Quần này nó thuộc dạng là quần váy nhưng mà cái cạp của nó sẽ cao hơn và nó có cái bản tay la tất như này. Thì cái này thì mọi người mặc mặc váy cho em thì các chị mặc loại này cho em cũng được, nhưng mà nếu như mà một cái váy nó mỏng, chất liệu kiểu cái váy của các bác nó là loại chất liệu cotton hay chất liệu mà nó mỏng ấy thì nó sẽ hơi bị lộ cái đường gân này nhá, cái lộ cái đường đai này. Thì con quần này nó là kiểu quần gen thường gọi là quần váy để mặc về áo giấu quần hay là mặc về váy xòe được, hay là nó kiểu nó sẽ siết hết cái phần bụng dưới các chị lại đây này. Cái loại này comment này em là quần gen 99k một quần, có size M, size L, XL, 40 cân, 70 cân mặc được, có màu kem và màu đen, mã là quần gen và để lại số điện thoại nhé. Đấy. Comment của em thì nó sẽ là mã quần gen và để lại số điện thoại giúp em. Rồi tiếp theo, còn nếu như mà các chị mà muốn hoặc là em nhìn có cái loại này nó không phải là nó là quần chất liệu cotton ạ, cái là chất liệu đúc ấy. Bác nào mà mặc những cái đồ váy ôm body ấy, em đang có cái loại này nó rất là rẻ. Rẻ lắm nhưng mà mặc mềm, mát. Mặc váy body các chị mặc cho em những cái loại quần cặp cao, ôm bụng ôm mông như thế này. Ơi! Con xuống đây mẹ xem. Thì các bác chốt cho em nhìn loại này. Cái này comment hãy em nhìn là quần đúc và để lại số điện thoại cho em, quần đúc nha các bác nha. Cặp cao, ôm bụng và ôm mông, mặc váy body mặc loại này sẽ rất là thích luôn. Mà nó mềm ấy cả nhà. Cái này comment hãy em thì là quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. 130.000 cho 5 quần. Ở trên TikTok đang bán là 175.000 5 quần. À 175.000 cho 4 quần nhà em hiện bán 130.000 5 quần, có size MLXL. 40 cân cho đến 65 cân là các chị mặc vừa cho em hiện. Không đường may. Mặc loại này thì rất là mát, ôm bụng ôm mông luôn. Mặc váy body các chị thử mặc loại này đi. Vì là mặc váy thì nó ôm được bụng á. Nó không có bị lộ ấy. Nó sẽ che được khuyết điểm vòng 2, vòng 3 của các chị. Mã này là quần đúc nhá. 130.000 năm quần. 130.000 năm quần, quần đúc phải lại số hạ cho em. 40 cân đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa giúp em. Nhiều màu lắm đây này. Rất nhiều màu luôn ạ. Quần đúc phải lại số hạ. Con gọi mẹ cái gì đấy? Quần đúc phải lại số ngoài ạ, 130.000 năm quần. Còn các chị mà muốn cái chất nó xịn xịn, nó đẹp đẹp hơn một tí xíu thì em mình có cái chất su như thế này. Chất su này cũng không gọng, nó cũng không có đường may. Su này nó là su mịn nha các bác nha, cạp nó không cao bằng con kia. Con này vừa vặn lắm, các chị mặc cho em những ngày đèn đỏ hay là mặc đi làm, mặc những đồ ôm đi làm, mặc cho em những loại này cho em. Đẹp vô cùng luôn, cái chất này em cũng đang mặc nhưng mà em lấy lên mặc thì nó bị rộng quá. Nó hơi bị rộng so với mông của em. Con này 45 cân thì 65 cân các chị mặc vừa cho em. Con này là một kiệt tác nha các chị nha. Xịn vô cùng luôn. Xem lại màu V8 để em xíu ạ. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã Q29 và để lại số điện thoại cho em. Q29 nha các chị yêu nhá. Q29 giúp em. Quần này chỉ đang có giá là 190.000 cho 5 quần. Hàng xịn, hàng cao cấp, 190.000 5 quần. Q29 và để lại số điện thoại giúp em. 190.000 cho 5 quần. Màu đẹp. Đó, Q29 cho em. Hàng xịn. Q29 và để lại số điện thoại cho em. Hoặc là các chị có, nếu mà các chị thích kiểu cặp cao nhá, mình có thể tham khảo cho em một cái loại quần gen này. Quần gen này sẽ không làm các chị bị ngứa đâu. Gen này mềm lắm các chị ạ. Em là thủ dạng đứa mê gen. Một size ạ. Những cái quần này nó đều rất là co giãn luôn mà. Áo em thì đang mặc là C21 ạ, 199k một áo ạ. Ngứa nè. Đây. Quần đi ho. Quần beo dành cho người 65 cân để em xíu này. Quần đi ho. Đẹp quá trời đẹp luôn. 45 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa cho em cái loại quần này. Mã này là Q30 đúng không ta? Đúng rồi, Q30 và để lại số điện thoại cho em. Màu xinh lắm. Quần này em thì đang sale là 180.000 cho 5 quần. 180.000 hay là 175.000 để em xem lại mã nhá. Em xem em chốt sai cái là chết dở luôn.
Q30 180.000. 180.000 5 quần. Đây. 180.000 5 quần nha các chị đẹp nhá. Q30 vậy lại số điện thoại giúp em. Đây. Màu xinh vô cùng luôn. Màu đẹp lắm, nói chung là bác nào thích gen gen và thích cặp cao ôm bụng ôm mông thì lấy loại này đi. Màu quá là xinh luôn, đây này, một màu, hai màu, ba màu này. Bốn màu này. Năm màu này. Sáu màu này. Bảy màu, ôi nhiều màu xinh lắm. Nói chung là Q30 vậy lại xuống lại. Cái gì bác bảo muốn lên xem lại con màu con V8 thì chốt gì. V8 này của em có 6 màu nha bác nhé. V8 này của em có 6 màu lận. Đây quần của V8 đây. 175.000. 175.000 bao gồm là một quần một áo giúp em. Em có màu xanh là một này. Có màu tím là hai này. Màu nâu là ba này. Màu kem là 4 này. Màu đen là 5 này. Và màu cam là 6 này. Mã này là mã V8 và để lại số điện thoại. Con này em có lên rồi đấy. Vừa mới lên đầu like luôn đấy. Rất rất nhiều các chị chốt là rất là nhiều các chị thích cách là con này ôi con V8 này mặc xinh lắm, mặc nâng đẩy lắm. Rất thích đúng không ạ? Tiếp theo, bây giờ lên các chị con này con C21 em vừa mặc là C21 nhá. Còn bác nào mà muốn nâng đẩy nữa này, muốn nâng đẩy nhiều hơn này. Gọi là nâng ơi là nâng này, em mặc con này thành quái vật ba đầu vì là nó rất là dày các chị ạ. Mút đệm hơi, gọng dẻo, siêu nâng luôn. Mã này có bên này em mình là C8 và để lại số điện thoại giúp em. C8 ạ, màu đen là 1 này. Màu xanh là 2 này. Quá ngục đen, cá ngục để mặc với đồ hở lưng. Hở lưng và hở ngực ấy hả? Màu kem là 3 này. Cái này comment thì em nhìn nó sẽ là mã C8. Đệm rất là dày và cực kỳ nâng dành cho những chị nào ngực bé. Ngực to không lấy nhá, chỉ dành ngực bé thôi, đang giả còn 169k. Cái này con áo nào ngực nhỏ mặc đẹp đây chị ơi, là con C8 này ngực nhỏ mặc lên rất là đẹp luôn, 169.000 thôi. C8 169k một áo, size 34, 36 và 38 giúp em. Mã là C8 và để lại số điện thoại nhá. Em vừa nói, à lên cái con nào mà hở lưng đúng không? Mặc được dáng hở lưng, xong rồi hở ngực sexy à. Chốt ngay kíp book này cho em, chả cần phải mua con gì đâu, mua áo silicone đi. Áo này em đã về đủ màu, đủ size rồi đấy các chị này. 169.000 mã C8 thôi, rẻ lắm các chị ạ đây. Các chị nếu mà các chị muốn mặc hở lưng này xong lại hở vai, khoét khủng các thứ ấy, thì chỉ mặc silicone thôi, ngực bé nhá, ngực bé chỉ mặc silicone thôi các chị ơi. Lên áo thì cho ngực to để em một tí xíu này. Mặc silicone cho em là sự lựa chọn chân ái nhất. C8 là đệm dày 5 phân đó chị yêu ạ. C8 là đệm rất là dày và nâng đẩy ạ. Mua áo silicone đi. Áo này hôm nay đã về đủ màu đủ size rồi đấy. Đẹp vô cùng luôn. Đây nha các bác nha. Đây áo silicone nhà em hiện đây. Hàng nó xịn sò như này cơ mà. Chứ không phải là như cái hàng ở ngoài đâu nhá. Cái này nắp hộp này. Có được mà không có được không sao. Dây áo này, dây trong này. Miếng silicone này, chỗ cái miếng này nó dính vô cùng dính luôn. Khách nhà em nhận hàng con này khen quá trời khen luôn. Hầu như là các chị hay giới thiệu bạn bè thôi quay lại mua thêm cái áo này á. Silicone này chị mặc xem nào. Silicone này em mặc nó trên line nó kiểu nó hơi bị hở ấy. Vì Facebook nó quét ấy, nên là không mặc được. Em chỉ có dơ ướm ướm cho các chị xem thôi. Đây. Áo này mặc chắc lắm. Cái keo này nó khá là bền nhá. Keo này nó khá là bền nha các bác nhá. Đẹp con này là 3,5 phân. Hàng này của em thì nó là hàng xịn. Chứ nó không phải là cái màu hồng hồng đâu. Nó có cái silicone, cái loại hồng hồng nó là hàng rất là rẻ nhá. Còn nó có một cái màu nâu đậm hơn nữa và nó mỏng hơn. Thì cái này nó không có nâng nhiều vào cái loại màu này này. Màu vàng vàng cam cam này này. Loại này là loại xịn nhất dành cho các chị ngực bé. 299.000. Em giảm còn 269.000. Mã là áo silicone vậy lại số điện thoại giúp em. Đấy ngực bé thì mặc cho em cái loại này. Vừa hở lưng vậy lại hở vai. Thoải mái luôn. Bung xõa đi cho em. Bền lắm con này nó không bị. Cái keo này lên mặc lên nó rất là chắc. 269k một áo. Áo cái này mã là áo silicone và lại số điện thoại nhá. Cái hàng này hàng của hàng Kidbook với cả nhà. Xịn lắm. Cái này em nhìn có size A và có size B nha các chị yêu nhá. Có size đấy ạ. Không phải là hàng free size đâu, mà cái này của em nhìn là hàng có size đấy ạ. Áo của nó là áo
silicone và để lại số điện thoại giúp em. Ok, bây giờ lên áo. Lên áo dành cho những chị nào ngực to đúng không ạ? Ngực to này. Anh có nhiều mẫu lắm, ví dụ như con này. Ngực to mặc cho em những cái loại này cho nó sexy nha, người đẹp nha. Chỗ cái này đẹp quá, trời đẹp luôn. Đây. Mặc cái này cho nó sexy này. Cháy tới bến luôn này. Đây. Trời ơi. Quá nóng bỏng luôn. Cái này là mã, hình như nó là con S bao nhiêu nhỉ? Trời ơi là trời. Em này là S11. Khoét nha. S11 về lại số điện thoại giúp em. S11 nha các chị nhá. Em có màu đen, có màu rêu. Chưa lên loại mỏng mà có lớp lót đệm đi ạ. À, có một lớp lót đệm gì? Màu trắng, màu hồng. S11 về lại số điện thoại cho em. 280.000 thôi. Cực kỳ sexy luôn. Màu nào cũng đẹp. S11 về lại số điện thoại cho em. 280.000. Size 34, 36 và 38. Đây. S11 và để lại số điện thoại cho em. Có 280.000. Quá trời rẻ luôn. Mà lên ngực to mà có một chút mút đúng không ạ? Ngực to mà có ít mút này. Mẫu đầu tiên sẽ là em áo quây của Vic. Con này là dành cho những chị nào ngực to, ngực trời sệ mà muốn mặc áo quây hoặc áo 2 dây. Thì chốt được em hiện là C15, cho em hiện 220.000 cho một áo. 220.000 size 34, 36 và 38. Cái này là mã C15 và để lại số điện thoại cho em. Máy hết pin hay sao mà nó bị đơ máy thế này. Áo quây màu trắng thì comment thì em hiện là C21 nhá người đẹp nhá. C21 nhé, comment là C21 cho em thì là chị Hải Nguyễn nhé. C15 và để lại số điện thoại cho em thì là áo này của em thì là hàng Vic nha, hàng chính hãng nha. Áo quây chỉ dành cho những chị nào ngực bé, ngực to, ngực trời sệ thôi. 220k, size 34, 36 và 38. Con này mặc quây nó ôm ngực lắm mà mặc nó không bị tụt một tí xíu nào cả. Rồi tiếp theo, áo dành cho những chị nào ngực to này. Mút nó mỏng và hàng không gọng. Áo này là hàng của Miu. Đây ạ. Con này thì mặc ôm ngực, gọn ngực, không nâng đẩy, không gọng, mặc thoải mái lắm. Em có hai màu, màu đen và màu da. Con này chỉ còn 34 và 36 thôi. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V12. 280.000. 280.000 cho cái set này. V12 và để lại số điện thoại cho em. 280.000 thôi. Chỉ có 280.000. Có màu da và có màu đen. Hàng này hàng cao cấp của Miu mà. Đấy, chị nào ngực to thì mình có thể mặc loại này cho em Hiền nhá. Mã V12 và để lại số điện thoại cho em. Tiếp theo, em sắp hết giờ tắt like rồi đấy các bác. Tiếp theo, comment của em Hiền là mã C5. Con này là mút mỏng, gọng dẻo, bàn áo to, dành cho những chị nào ngực to muốn ghen lưng, ghen mỡ nách thì chốt cho em thì là mã C5. Em có màu vàng là 1, màu cam là 2, màu đen là 3 và màu kem là 4 ạ. C5 và để lại số điện thoại giúp em. 199.000 giảm còn 169k. Con này là mút mỏng này, ghen lưng này, ghen mỡ nách này, màu đen là 1, kem là 2, cam là 3 và xanh là 4 ạ. 169k một áo, size 34, 36 và 38. Mã là C5
và để lại số điện thoại giúp em. C5 và để lại số điện thoại cho em liền ạ. Ok chị ạ. Cái này túi nó đâu rồi? Cái mẫu này là một em set dành cho những chị nào mà ngực bé bé, mà cái này lên rất là cháy và rất là nóng bỏng luôn. Con này em đã mặc like của ngày hôm qua rồi, các chị có thể xem lại cho em Hiền nhá. Nếu mà cần thì em Hiền sẽ mặc. Em có màu cam là 1, màu trắng là 2 và màu đen là 3. Cái mẫu này siêu cháy bỏng luôn, siêu nóng bỏng luôn. Năm nay về rất là nhiều mẫu và có đệm đệm á. Nóng bỏng vô cùng luôn. 290.000, cái này là mã của nó là V10, hình như là V16 thì phải. V16, con này là V16. Đẹp vô cùng luôn. V16, đặt lại đi. Đặt cái gì lại ạ? Muốn đặt cái gì lại ạ? V16 và để lại số điện thoại giúp em. Đệm dày nhá các chị nhá. Em lên các chị một ít quần này, tua một ít quần là nhanh này. Quần này là một trong những mẫu quần mà đang được các chị chốt đơn rất là nhiều, bởi vì cái chất này nó mát, nó phù hợp với thời tiết mùa hè. Q62, 45 cân đến 65 cân các chị mặc vừa. Cái loại này em đảm bảo 100% mặc không bao giờ bị bai quần nữa. Không bị bai, không bị nhão, mặc nó ôm mông lắm các bác ạ. Cái này comment này em là Q62 nhá, 175.000 năm quần. Q62 và để lại số điện thoại cho em, 175.000 năm quần. Size 34, 36 và 38 cho em. Q62 và để lại số điện thoại. Quần tiếp theo, con này comment này em thì là Q17, 180.000 năm quần. Đây là một loại quần ren, nó cái quần ren này các bác. Con quần ren này nó sexy lắm các bác ạ. Em này comment hệ em thì nó sẽ là mã Q17, 180.000 cho 5 quần. 45 cân đến 65 cân các chị mặc vừa cho em. Nó mỏng, nó dai, mặc loại này nó thoáng ý. Bác nào mà bụng to, mông to, phong to to mặc loại này ok. Còn quần beo mà 65 cân thì lấy loại này cho em Hiền, mã là Q24 và để lại số điện thoại cho em. Em like lố mất 30 phút rồi, em chuẩn bị tắt like các bác. Con này là Q24 nha các bác nha. Em này là quần, đây là con quần beo thun lạnh, mặc mềm, mát, co giãn. 48 cân cho đến 65 cân các chị mặc vừa cho em. Nếu mà thích quần beo thì lấy loại này. Loại này và con Q40, đây là Q24, 200.000 cho 5 quần, tính ra nó rơi vào 40.000 một cái. Còn cái loại này nữa này, con này là con Q40 này, hàng này là mẫu cũ nhưng mà con này vẫn đang được các chị gọi là chốt đi chốt lại rất nhiều lần luôn. Cái này là Q40, 190.000 cho 5 quần. Đấy, nếu như mà lấy quần beo á, muốn mặc quần beo mà mông to, bụng to mà muốn mặc ôm thì lấy một trong hai loại đấy giúp em Hiền nhá, là rất là đẹp đấy các bác ạ. Rồi các chị ơi, chắc là còn C10 em còn, chị Bùi Mai Phương ơi, em còn hàng đấy ạ. Nhưng mà chắc là mình inbox giúp em Hiền nhá, để nhân viên nhà em chốt đơn nhá. Inbox giúp em thì nhân viên nhà em tư vấn cho các bạn để chốt đơn để xem còn size gì, còn màu gì nhá. Vì là quần áo đấy hôm nay em không có lên rồi. Với cả bây giờ em xin phép em Hiền tắt like, tại vì là hôm nay chồng không có nhà mà con đang đợi ở trên nhà. Đang đợi để cho bạn ấy, phải cho bạn ấy đi ngủ để ngày mai các bạn ấy còn, mai bạn ấy còn đi học ấy. Con nhà em vẫn chưa được nghỉ hè các bác. Nên là xin lỗi cả nhà, em phải lên sương sương như vậy vẫn chưa lên được hết mẫu, thì hy vọng là các bác thông cảm cho em Hiền nhá. Và hứa với các bác là hẹn các bác vào 12 giờ trưa ngày mai. Đúng 12 giờ trưa ngày mai em mình sẽ lên live. Ok chị ạ, cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ.